Thưa quý vị và các bạn, hơn 3.000 tỷ đồng, đây là số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Lào Cai trong nửa đầu năm 2024, cao nhất từ trước đến nay. Những điểm sáng đến từ thu thuế, phí và sử dụng đất đã góp phần quan trọng tạo nên thành công như vậy. 1,5% doanh thu từ việc bán hàng qua TikTok được chị Thảo dành thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tổng số tiền đã nộp lên tới 500 triệu đồng. Việc quản lý theo dõi nguồn thu trên các sàn thương mại rất rõ ràng, công khai minh bạch, không thể gian lận. Thì là mình bán được bao nhiêu lượng hàng, bao nhiêu tiền thì là nó sẽ có doanh thu thống kê ở trên ngay cái sàn luôn. Dù bạn gọi là không muốn đóng hay không muốn đóng thì nó cũng ở trên đấy hết rồi. Đấy, cho nên là nó rất là công bằng và nó rất là tốt cho người dân để chấp hành những cái nghĩa vụ, gọi là nghĩa vụ của từng công dân đối với nhà nước. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, nguồn thu thuế từ các sàn thương mại điện tử tại Chi cục thuế khu vực Lào Cai, Mường Khương đã đạt trên 4 tỷ đồng, bằng 80% so với năm 2023. Không chỉ qua sàn thương mại, các sắc thuế khác của thành phố đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Thì một số cái đơn vị là đã hết thời gian ưu đãi và phát sinh cái số thuế nộp rất là lớn nên là đạt được cái tỷ lệ cao so với dự toán. Ngoài ra thì gồm có cái sắc thuế như là thuế tài nguyên và cái thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng. Năm nay thì cái thị trường chuyển nhượng của cá nhân rất là sôi động, đã đóng góp vào là tăng cho cái nguồn thu của thành phố rất là tốt và đạt hơn 100% so với năm trước. Cũng trong nửa đầu năm nay, số thu từ tiền sử dụng đất tăng hơn 30 lần so với cùng kỳ năm trước, với con số gần 1.000 tỷ đồng. Việc đưa vào đấu giá nhiều khu đất, vị trí đẹp tạo sức hút rất lớn đối với nhà đầu tư và người có nhu cầu mua ở thực. Minh chứng là số tiền chúng đấu giá cao hơn so với giá khởi điểm, không có tình trạng bỏ cọc. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư cho người dân cũng giúp cho số thu này tăng mạnh. Tất cả những cái điểm nghẽn giải quyết trong công tác giao đất, tính tiền sử dụng đất, thu tiền đấu giá quyền sử dụng, đặc biệt kể cả cái việc thực hiện công tác giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất đã được tốt lên. Nên là tiền vào kịp thời ngân sách, người dân được cấp đấu giá thì kết quả chúng đấu giá và người dân nộp ngay vào ngân sách. Từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh giao đất tái định cư nhằm gia tăng nguồn thu ngân sách từ đất. Cùng với đó, hàng loạt các giải pháp về thu hồi nợ đọng thuế, tăng thu từ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng cũng được địa phương tích cực triển khai, với mục tiêu phấn đấu đạt số thu trên 7.000 tỷ đồng trong năm nay.